Kính chào quý cha, quý sơ và quý cộng đoàn dân Chúa. Đêm hôm nay, chúng ta cùng nhau sống lại mầu nhiệm nhập thể. Tuy đã qua đi trong thời gian, nhưng dấu ấn vẫn lưu lại đến ngàn đời. Và ngày nay, chúng ta cũng đang được hưởng tràn đầy hồng phúc đó. Vâng, Đức Kitô hôm qua, hôm nay và mãi mãi vẫn là một. Ngài đã đến, đang đến và sẽ ở lại mãi với chúng ta. Hòa chung với niềm vui của toàn thể nhân loại trong ngày mừng lễ Chúa Giáng sinh. Hãy đến bên hang đá để nghe được tiếng nói của Thiên Chúa. Hãy mở rộng trái tim để đón nhận được tình yêu của Thiên Chúa là ánh sáng xua tan đêm tối, là ngọn lửa sưởi ấm cho nhân loại đang cô đơn, giá lạnh. Kính mời cộng đoàn cùng lắng đọng tâm hồn, hiệp ích qua ca đoàn, qua nhạc phẩm Trời Cao của cố tác giả Duy Tân và Đêm Hồng Ân của Apophe Adam. Lời Việt do ca đoàn Tam Biên, nhóm 3 giờ, nhóm 3, lễ 1 giờ, Chủ nhật trình bày dưới sự điều khiển của ca trưởng Magdalena Bích Vân.